Em chào mọi người. Hôm nay em lại giới thiệu với mọi người một cái siêu phẩm nữa nha. Siêu phẩm này là siêu phẩm của máy nước nóng năng lượng mặt trời. Trước mặt mọi người đang thấy là cái bình bảo ôn đấy ạ. Để em xem cái bình bảo ôn này. Bình bảo ôn là bình chứa nước nóng của máy năng lượng mặt trời. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Là 14 ống. Nó tương đương với 140 hoặc 150 lít ha. 140 hoặc 150 lít nước nóng á mọi người. Bình này vẫn còn mới nguyên đấy ạ. Bên khách hàng gọi bên em tới thâu mua, nói rằng mới sử dụng được có 1 tháng. Dỡ xuống thì trả mặt bằng. Tức là khi mà họ tới mướn mặt bằng á, họ cũng muốn sử dụng lâu dài. Sử dụng máy nước nóng cho nó tiết kiệm điện, rồi mình được dùng được vào nhiều việc khác. Nhưng mà không ngờ là chắc họ lại chuyển đổi mục đích, hay do buôn bán không được hay gì gì đó, nên gọi bên em tới thâu lại ha. Bình này là bình của Pen Solar, hãng Phunting Solar đấy. Solar, cái đuôi Solar rất nhiều hãng bình nước nóng lấy ha. Nhưng cái này nó có cái chữ dập nổi ở trên thân một bình bảo ôn là chữ PTE. Đấy là cái bình bảo ôn. Đấy, cái lỗ, những cái lỗ này để mình lắp cái ống thủy tinh vào. Ống thủy tinh của máy này ở bên này. Nó vẫn còn mới, xanh, sáng luôn, sạch luôn. Còn đây là những cái khung gọng đấy ạ. Khung gọng của bình bảo ôn này bằng nhôm ha. Bằng nhôm rất nhẹ, sáng sạch, không bị ăn mòn. Bên em tháo ra rồi, đang để ở kho đây. Cuốn băng keo đàng hoàng những cái chân lại. Đấy là cái chân và cái khung của bình bảo ôn 140 lít đấy ạ. Đây là những cái ống thủy tinh ha. Ống thủy tinh vẫn còn mới, vẫn còn sáng, vẫn còn sạch lắm ạ. Tại họ mới dùng, mới xài mà. Vậy quý khách hàng nào của em có nhu cầu sử dụng bình nước nóng năng lượng mặt trời thì vui lòng liên lạc với bên em nha. Em này mới về, cái siêu phẩm bình nước nóng này mới về, nên em giới thiệu, tranh thủ giới thiệu luôn với mọi người. Không rồi đến lúc hàng đi rồi em mới quay khiến mọi người thất vọng ha. Dù bình bảo ôn cũ, dù bình nước nóng năng lượng mặt trời cũ hay mới, bên em đều chịu trách nhiệm bảo hành hết. Bên em có thợ lắp đặt cho mọi người chỉ cần alo và thợ bên em sẽ có thể tới khảo sát cái vị trí mà mình đặt cái bình nước nóng năng lượng mặt trời này á, xem có phù hợp không. Bên em sẽ đến lắp đặt cho mọi người. Cái giá mới của cái bình 140 lít này nó rơi vào trên 6 triệu. Nhưng bây giờ bồn cũ rồi. Gọi là bồn cũ nhưng mà chất lượng thì không cũ ha. Thì bên em chỉ bán bằng nửa hoặc 2/3 thôi. Là mọi người có một cái bình nước nóng năng lượng mặt trời xài thoải mái. Ai mà còn chưa tiếp xúc nhiều với máy nước nóng năng lượng mặt trời này á, thì mình có thể tìm hiểu. Cái máy nước nóng năng lượng mặt trời này rất chi là tiện dụng. Này nước được làm nóng bằng ánh sáng mặt trời, không cần phải trời nắng gắt lắm đâu, chỉ cần trời có ánh sáng hơi nắng một chút là cái ống thủy tinh đã hấp thụ được nhiệt và đưa nước nóng lên bình bảo ôn. Vậy là từ bình bảo ôn mình sẽ lấy ra nước xài. Nước xài mà một ngày, ví dụ như gia đình em đang có 5 người, xài không hết cái bình 120 lít nước đâu ha. 120 lít nước nóng nóng lắm. Cái nhiệt độ nước nóng mà dự trữ trên bình bảo ôn này nóng đến hơn 90 độ. Do vậy mà rất chi là nóng, mình xả xuống là mình phải pha thì mình mới dùng được. Mình đưa nước xuống có thể là mình dùng cái vòi điều hòa. Vòi đấy nó đã pha chế nước nóng, nước lạnh cho mình thì nước ra vòi sẽ ấm, vừa đủ mình xài. Còn không thì mình lắp đường nước nóng riêng để mình phục vụ cho nấu ăn hoặc là phục vụ cho mục đích khác.
đun nấu gì đó, mình cần nóng toàn vẹn như vậy thì mình hạ xuống, mình dẫn nguyên một đường nước nóng từ bình bảo ôn xuống, mình có thể xài cho mục đích nấu nướng ha. Còn tắm giặt thì mình sẽ dùng cái vòi điều hòa, hoặc mình lắp riêng như vậy thì mình hòa thêm nước lạnh và mình tắm. Mình rửa, mình sinh hoạt, mình giặt đồ, mình rửa chén. Lợi ích lắm đấy ạ. Bên em ngay thực tế gia đình em xài dùng vào đủ các việc như vậy, tráng chén, giặt đồ, mình hòa nước ấm mình giặt là nó cũng sạch hơn. Đừng có ấm quá, chỉ ấm ấm vừa đủ tay để mình giặt cho những vết bẩn nó mau bung thôi. Còn ấm quá thì nó sẽ làm rão vải ha, vải rão thung. Dạ, em xin chào mọi người nha. Đây là cái bình nước nóng năng lượng mặt trời bên em mới thông mua về, mới tức thì tối hôm qua. Sáng nay em làm video đưa lên cho mọi người coi luôn, nên hiện trạng là vẫn còn ở đây. Nếu mà mọi người có nhu cầu sử dụng, hãy vui lòng liên lạc với bên em ha. Theo số điện thoại là 0978 53 59 53. Bên em ngoài dịch vụ bán bình nước nóng năng lượng mặt trời mới, rồi bán bình nước nóng năng lượng mặt trời cũ, thu mua bình cũ về của mọi người, trao đổi bình nước cũ mới cho mọi người, thay cái bình bảo ôn cho mọi người, rồi thay ống thủy tinh nếu mà nó có bị bể cho mọi người. Tức là mọi vấn đề về máy nước nóng năng lượng mặt trời bên em đều xử lý cho mọi người được hết ha. Nếu mọi người đang gặp trục trặc về vấn đề cái bình nước nóng của mình thì hãy vui lòng liên lạc với bên em nha. Thợ bên em đến dịch vụ sửa chữa tận nhà cho mọi người, thay gioăng, hàn lại ống chảy, thay lại ống bể, thay bình bảo ôn, giúp tiết kiệm chi phí. Ban đầu mình bỏ ra rất chi là nhiều. Vậy mọi người hãy vui lòng liên lạc khi mà có vấn đề gì cần ha. Hãy đăng ký kênh của em để có vấn đề gì mình không nhớ số điện thoại thì mình có thể vào lại. Mình gặp trục trặc về cái gì mình có thể gọi điện hoặc chat Zalo, bên em sẽ tư vấn cho mọi người hết nha. Không giấu giếm, có gì biết gì nói đó. Bằng kinh nghiệm của những thợ đi sửa chữa rất nhiều cho khách hàng ở trên thị trường, họ sẽ tư vấn cho mọi người được sử dụng hữu ích và tiện lợi hơn ha. Dạ, xin chào mọi người. Hãy nhớ đăng ký kênh của em nha. Tạm biệt mọi người. Hãy vui lòng liên lạc với bên em nếu gặp bất cứ vấn đề gì về bồn nước máy năng lượng mặt trời ha. Tạm biệt.